Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Tiếp tục với series tóm tắt cốt truyện của những tựa game hay, thì trong video này Phân tích Game sẽ đem đến cho bạn câu chuyện thú vị trong tựa game hành động kinh dị Alan Wake, một trò chơi phát triển bởi Remedy Entertainment. Và nếu bạn chưa biết thì đa số các sản phẩm của Remedy luôn chứa đựng những câu chuyện đầy sáng tạo, sự vạch trần bản chất của con người trong Max Payne, du hành thời gian trong Quantum Break hoặc ngăn chặn thế lực đa chiều trong Control. Còn đối với Alan Wake, chúng ta có cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Câu chuyện trong Alan Wake xoay quanh một nhà văn cùng tên, nổi tiếng với những bộ truyện trinh thám. Khi đang trong kỳ nghỉ dưỡng cùng người vợ Alice tại thị trấn nhỏ Brightfall, Alan đã vô tình mắc kẹt vào vòng xoáy âm mưu của một thế lực đen tối. Mọi thứ bắt đầu khi Alan và Alice đang hướng đến Brightfall, một thị trấn nhỏ ven hồ Curran, điểm du lịch mà cả hai dự định sẽ đến nghỉ dưỡng nhằm giải tỏa sự căng thẳng và ồn ào của thành phố. Trên phà, Alan bắt chuyện với Pat, một người dân địa phương. Ông ta khen cả hai người lựa chọn thời điểm rất tốt để du lịch, vì chỉ gần 2 tuần nữa, lễ hội D-Fest nổi tiếng của thị trấn sẽ diễn ra. Ngay khi Alan giới thiệu tên, người đàn ông nhanh chóng nhận ra anh chính là nhà văn nổi tiếng Alan Wake. Pat nói thêm rằng ông ta là host của một chương trình radio tại thị trấn và hy vọng rằng Alan sẽ có thể ghé qua studio để thực hiện một bài phỏng vấn nhỏ. Alan nhẹ nhàng từ chối vì anh không muốn phá vỡ tinh thần của chuyến nghỉ dưỡng và hy vọng Pat hãy giữ kín việc nhà văn nổi tiếng Alan Wake xuất hiện tại thị trấn vì anh không muốn bị làm phiền. Rời khỏi phà, Alan đến một quán ăn để lấy chìa khóa từ Carl Stucky, chủ của căn nhà mà họ đã thuê. Ngay khi vừa bước vào quán ăn, đập vào mắt Alan chính là poster về anh. Và ngay cả Rose, cô gái phục vụ của quán, cũng là một fan cứng của chuyện trinh thám. Alan hỏi Rose về Carl và biết được anh ta đang bận việc trong nhà vệ sinh. Tại quán ăn, Alan được làm quen với nhân viên kiểm lâm Rusty và hai anh em nhà Anderson là Odin và Thor. Bước vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, một phụ nữ kỳ quái nhắc nhở Alan phải cẩn thận vì bóng tối có thể làm hại anh. Hành lang khá tối vì hệ thống điện của khu vực này đã bị hỏng. Alan khi cố gắng gõ cửa nhà vệ sinh thì bất ngờ ngay kế bên, một bà lão đã đứng chờ sẵn. Bà ta là người thay Cole đến để đưa chìa khóa và địa chỉ ngôi nhà cho Alan, đồng thời chúc cả hai vợ chồng sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Alan cảm ơn vì sự hiếu khách, nhưng trong thâm tâm, anh cảm nhận được bà lão này có gì đó không bình thường. Alan trở lại xe và cả hai đến địa chỉ được ghi. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm thơ mộng trên một hòn đảo nổi. Do Alice mắc triệu chứng sợ bóng tối, nên Alan luôn phải kiểm tra hệ thống ánh sáng ở bất cứ nơi đâu mà họ đến. Tối hôm đó, Alice đã tạo bất ngờ cho Alan. Alice giải thích rằng Alan đã không thể tìm ra bất kỳ ý tưởng viết lách nào trong suốt 2 năm qua. Vì thế, cô hy vọng rằng Alan sẽ tìm thấy cảm hứng từ thị trấn này. Đồng thời, cô sẽ giới thiệu anh đến bác sĩ Hartman, một chuyên gia tâm lý có thể giúp Alan giải tỏa vướng mắc của mình. Alan nghe đến đây thì vô cùng tức giận, vì điều anh muốn trong kỳ nghỉ này là thư giãn chứ không phải làm việc. Còn Alice thì hành xử như thể anh đang bị mắc bệnh tâm lý. Alan bước ra ngoài để suy nghĩ thì đột nhiên đèn cho căn nhà ngưng hoạt động. Anh nhanh chóng quay lại để phát hiện Alice đã rơi xuống hồ. Không chút ngần ngại, anh lao thẳng xuống nước. Mọi thứ tối dần cho đến khi Alan tỉnh dậy và nhận ra anh đang trong một vụ tai nạn xe. Điện thoại bị hỏng và Alan không thể nhớ vì sao anh lại ở đây. Thứ duy nhất mà anh nhớ là Alice đang gặp nguy hiểm. Alan dự định sẽ đến trạm xăng để tìm hệ thống liên lạc, đồng nghĩa rằng anh sẽ phải một mình lang thang trong khu rừng tối để đến đó. Đi được một đoạn, Alan nhìn thấy một luồng ánh sáng, nhưng khi đến gần, thứ duy nhất mà anh thấy là một trang bản thảo. Nhìn vào tiêu đề, Alan bất ngờ vì đây cũng chính là tiêu đề mà anh dự định sẽ đặt cho tác phẩm tiếp theo của mình. Và kỳ lạ ở chỗ là tên tác giả cũng chính là anh, Alan Wake. Đến một công xưởng gỗ, Alan vui mừng khi nhìn thấy một công nhân đang đứng đó. Ông ta chính là Carl Stucky, người đã cho vợ chồng Alan thuê căn nhà gỗ. Carl biểu hiện rất lạ và cầm rìu truy đuổi Alan khiến anh phải trốn vào một cabin. Bên trong, Alan tìm thấy một khẩu súng và đèn pin. Anh nhận ra vẫn còn rất nhiều công nhân khác trong xưởng và họ đều rất hung hăng. Alan dùng đèn chiếu vào những công nhân và dùng súng bắn gục họ. Điều kỳ lạ là không hề có xác chết nào. Những công nhân bị hạ cứ thế tan vào trong không khí. Ánh sáng từ đèn pin cũng lộ ra những dòng chữ viết bằng sơn, tiết lộ vị trí của những thùng tiếp tế. Đồng thời còn cho Alan thông tin rằng những kẻ hung hăng mà anh chạm trán là các Tarkin, những kẻ bị chiếm hữu bởi hiện thân bóng tối, và cũng vì thế mà chúng rất nhạy cảm với ánh sáng. Vượt qua nhiều sự truy đuổi, Alan cuối cùng cũng đến được trạm xăng. Bên trong nơi này cũng không một bóng người, nhưng may mắn là một lúc sau xe cảnh sát đã đến.
Bước ra từ chiếc xe là nữ cảnh sát trưởng Sarah Brecker. Alan vội vã cầu cứu rằng anh đã gặp tai nạn xe và vợ anh Alice đã mất tích khi họ đang trọ tại căn nhà trên hòn đảo nổi. Sarah bất ngờ và khẳng định rằng hòn đảo nổi mà Alan đề cập không tồn tại. Cảnh sát trưởng chở Alan quay lại căn nhà trên đảo thì quả thật không hề có bất kỳ hòn đảo nổi nào ở đó, và thứ duy nhất còn sót lại là một cây cầu gãy. Một đoạn hồi tưởng quay lại khoảng thời gian 3 năm về trước tại New York, Alan đang kể cho Alice về một câu chuyện trong quá khứ. Khi còn nhỏ, Alan thường gặp ác mộng và mẹ anh đã đưa cho anh một cái công tắc mà bà gọi nó là clicker, và mỗi khi Alan chìm trong bóng tối thì chỉ cần bật công tắc, ánh sáng sẽ bảo vệ anh. Câu chuyện quay lại hiện tại, Alan lúc này đang được kiểm tra sức khỏe tại đồn cảnh sát. Anh nói dối về tình trạng sức khỏe của mình vì anh hiểu là nếu bác sĩ biết sự thật, anh sẽ phải rời thị trấn để nhập viện, và đó là điều không được xảy ra. Khi tiến đến hành lang, Alan gặp lại người phụ nữ kỳ quái tại quán ăn. Cảnh sát viên nói tên bà ta là Cynthia Weaver. Bà ta bị ám ảnh với việc giữ đèn sáng và sợ bóng tối. Trước đây, Cynthia từng là nhà báo của thị trấn và thường đưa tin về những thứ kỳ quái tại Rifle. Trở lại với cảnh sát trưởng, Sarah đã huy động mọi nguồn lực để truy tìm tung tích của Alice, đồng thời hy vọng Alan sẽ giải thích rõ mọi thứ. Điện thoại của Alan chợt nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Người này đang giữ Alice và yêu cầu Alan phải nghe theo chỉ dẫn. Hắn muốn anh ngắt liên lạc với cảnh sát và hẹn gặp tại khu bảo tồn Elderwood lúc nửa đêm. Cảnh sát trưởng Sarah nài nỉ Alan hãy hợp tác với cảnh sát, nhưng anh biết nếu làm vậy, Alice sẽ gặp nguy hiểm. Cùng lúc này, một người đàn ông tự giới thiệu là bác sĩ Hartman. Alan nhận ra ông ta chính là người đã tác động khiến Alice đưa anh đến thị trấn nguyền rủa này. Anh nắm tay bác sĩ trước sự can ngăn của cảnh sát trưởng, nhưng may mắn rằng Barry Wheeler, người bạn và cũng là quản lý của Alan, đã đến kịp lúc đưa anh thoát khỏi rắc rối. Alan lúc này kể cho Barry mọi thứ. Barry tin rằng Alice đã bị bắt cóc và có thể kẻ bắt cóc sẽ tìm cách tống tiền. Alan quyết định sẽ một mình đến khu bảo tồn thương lượng với tên bắt cóc, và nếu đến sáng anh không trở lại thì Barry sẽ gọi trợ giúp. Alan đến điểm hẹn nhưng anh bị truy đuổi bởi rất nhiều tracking và được cứu bởi người đàn ông lạ mặt. Theo các quan sát của Alan thì người đàn ông này chính là kẻ bắt cóc đã liên lạc với anh. Hắn yêu cầu Alan trong lần hẹn tiếp theo tại mỏ than cũ, anh phải giao cho hắn toàn bộ bản thảo trong tác phẩm mới, nếu không Alice sẽ gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau, Alan cố gắng viết tiếp tác phẩm mới nhưng tâm trí của anh không thể suy nghĩ được gì ngoài sự an nguy của Alice. Barry được giao nhiệm vụ vào thị trấn để tìm hiểu thông tin về tên bắt cóc. Anh ta nhận được cuộc gọi từ Rose. Cô ta nói là đã tìm thấy những trang bản thảo của Alan và muốn họ đến lấy chúng. Nhưng thực chất, lúc này Rose đang bị người đàn bà bí ẩn chi phối nhằm dẫn dụ Alan và Barry bước vào cái bẫy của bà ta. Tại khu nhà của Rose, người quản lý khu vực này tiết lộ Rifle là một thị trấn có lịch sử văn hóa rất lâu đời. Theo tìm hiểu của Barry thì nơi này chồng chất vô số những vụ án mạng và mất tích bí ẩn xảy ra chủ yếu xung quanh hồ Corrin. Người bản địa tin rằng cái hồ đó là một cánh cổng dẫn đến âm phủ. Nhiều năm về trước, thật sự có một hòn đảo nổi trên hồ thuộc sở hữu của một nhà thờ nổi tiếng tên là Thomas Zane. Thomas thích bộ môn lặn đến mức đặt tên hòn đảo nổi là Diver Ice. Barbara Jagger, người yêu của Thomas, chết đuối tại hồ một tuần trước khi hòn đảo nổi chìm xuống đáy hồ cùng với Thomas vào năm 1970. Và tất cả những thông tin này đều được viết bởi người đàn bà bị ám ảnh ánh sáng Cynthia Weaver. Họ đến nhà và gặp được Rose. Cách nói chuyện của cô gái tỏ vẻ không ổn. Họ nhận ra cuộc gặp thực chất là một cái bẫy. Trong lúc hôn mê, Alan nghe thấy giọng nói của người đàn bà áo đen yêu cầu anh hoàn thành thứ mà anh khởi đầu. Tỉnh dậy khỏi hôn mê, Alan đi ra ngoài tìm xe của Barry thì phát hiện người quản lý đã gọi cảnh sát do nghi ngờ hành tung của cả hai. Hai xe cảnh sát dẫn đầu bởi đặc vụ FBI Nightingale ra lệnh cho Alan đầu hàng. Nhưng chưa đầy 12 tiếng nữa, Alan phải có mặt tại cuộc hẹn tiếp theo với tên bắt cóc, và mạng sống của Alice sẽ gặp nguy hiểm nếu anh bị bắt. Cảnh sát nổ súng ngay khi Alan có biểu hiện bất thường. Alan đến trạm phát sóng của Beth để tìm sự giúp đỡ, nhưng cảnh sát cũng đã có mặt ở đó. Đặc vụ Nightingale bất ngờ nổ súng, khiến Alan phải tìm cách bỏ trốn một lần nữa. Đến điểm hẹn, Alan nhìn thấy tên bắt cóc đang ngồi lẩm bẩm gì đó trước khi hắn bị một cơn lốc xoáy cuốn lên không trung và xé xác. Cơn lốc cũng cuốn theo Alan, khiến anh rơi xuống vách đá. Bên dưới hồ, Alan nhìn thấy ánh sáng và một người nào đó đang tìm cách cứu anh. Alan tỉnh dậy và nhận ra anh đang bị nhốt trong một căn phòng. Bác sĩ Hartman bước vào, ông ta đưa Alan đi tham quan khu nhà. Alan nhận ra nơi anh đang đứng là một bệnh viện tâm thần. Hartman giải thích rằng Alice đã chết đuối khi rơi xuống hồ. Alan không thể chấp nhận điều đó và thậm chí anh đã tự tạo ra một hiện thực khác, nơi Alice bị mất tích bởi các sinh vật bóng tối. Alan gặp lại hai anh em nhà Anderson. Họ cố gắng gợi ý cho anh về thứ có thể giúp Alice tại trang trại của họ. Alan sau đó được yêu cầu trở về phòng. Tối hôm đó, Alan tìm cách thoát khỏi bệnh viện. Anh tìm thấy tấm ảnh của bác sĩ Hartman đang đứng cạnh tên bắt cóc. Điều này chứng tỏ Hartman là đồng bọn của hắn. Trong một căn phòng khác, Alan gặp lại Barry. Cả hai đột nhập vào căn phòng của Hartman để lấy lại các trang bản thảo.
Hartman bước vào, ông ta cố gắng thuyết phục Alan hợp tác, nhưng hiện thân bóng tối bất ngờ xuất hiện. Alan trốn khỏi văn phòng trong khi Hartman rơi vào bóng tối. Thoát khỏi bệnh viện, Alan và Barry lái xe đến trang trại của anh em nhà Anderson. Alan cố gắng giải thích cho Barry rằng anh có thể đưa Alice thoát khỏi sự giam cầm của bóng tối, rằng hồ Cauldron có sức mạnh biến những điều xảy ra cho bản thảo thành hiện thực. Hiện thân của bóng tối là thực thể đang cố tìm cách điều khiển sức mạnh đó thông qua việc thu thập các bản thảo. Alan và Barry đến trang trại nhà Anderson. Họ nghe một bài hát với tựa đề Lady of the Light. Theo lời của bài hát thì họ cần phải tìm Cynthia Weaver. Alan dự định sẽ trở về thị trấn và tìm bà ta vào sáng mai. Tối hôm đó, Alan mơ về một ký ức tiết lộ cho anh rằng ngay sau khi Alan nhảy xuống hồ cứu Alice, anh đã leo lên bờ nhưng ngay lập tức bị chi phối bởi hiện thân bóng tối. Thực thể đã lợi dụng cảm giác tội lỗi của Alan, biến anh thành một con rối tại Dark Lake. Hiện thân bóng tối trao cho Alan hy vọng cứu Alice và lợi dụng anh viết ra một bản thảo mang nội dung theo ý muốn của nó, và sức mạnh của hồ sẽ biến những điều xảy ra trong bản thảo thành hiện thực. Tuy vậy, một phần trong Alan vẫn tìm cách thoát khỏi sự chi phối. Anh đã viết ra nhân vật Thomas Jane và âm thầm trao cho nhân vật này nhiệm vụ giải cứu anh khỏi Dark Lake. Alan đã thoát khỏi Dark Lake, lái xe trở lại thị trấn nhưng do không tỉnh táo dẫn đến vụ tai nạn xe. Alan tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nhận ra đặc vụ Nightingale đã đợi sẵn và đang chỉ súng vào anh. Alan và Barry tỉnh lại trong nhà giam. Ngay khi cảnh sát trưởng Sarah và đặc vụ Nightingale tiến vào để thẩm vấn, thì đột nhiên đèn trong sở cảnh sát vụt tắt. Nightingale bị một bóng đen cuốn đi ngay lập tức trước sự chứng kiến của ba người còn lại. Sarah lúc này mới thật sự tin rằng họ đang đối mặt với một thế lực siêu nhiên. Họ sử dụng một chiếc trực thăng để đến chỗ Cynthia, nhưng không thể đáp do địa hình và sự tấn công từ hiện thân bóng tối. Alan cuối cùng cũng tìm được Cynthia. Theo chỉ dẫn của bà ta, nhóm đã đến được căn phòng sáng, một hầm trú ẩn trong thế chiến thứ hai mà hiện thân bóng tối không thể xâm phạm. Tại đó, Alan tìm thấy một sách bản thảo của Thomas và nhận ra sau cái chết của Barbara Jagger tại hồ Corrin. Vì quá đau buồn, Thomas Jane đã nghe lời bác sĩ Hartman sử dụng sức mạnh bí ẩn của hồ để đưa Barbara trở lại từ cõi chết. Barbara được hồi sinh nhưng đi cùng với đó là hiện thân bóng tối. Thomas sau khi biết sự thật đã cố gắng sử dụng sức mạnh của hồ để sửa chữa sai lầm. Anh ta xóa bỏ mọi thứ có liên quan và nhấn chìm cả bản thân và hòn đảo nổi vào Dark Lake. Trước đó, Thomas đã viết về cuộc đời của Alan, bao gồm cả cuộc phiêu lưu của anh ta tại Brightfall, rằng đến một ngày Alan sẽ đến hồ Cauldron, đánh bại hiện thân bóng tối bằng chiếc công tắc ma thuật Licker. Tin rằng bản thân chính là chìa khóa cho câu chuyện, Alan quyết định sẽ một mình tiến vào Dark Lake, hoàn thành câu chuyện của Thomas và cứu Alice. Anh tiến đến vách núi, nhảy xuống hồ dẫn anh thẳng đến Dark Lake. Trước mặt anh là hiện thân bóng tối. Alan bật Licker đưa ánh sáng đến với Dark Lake và khiến hiện thân bóng tối tan biến. Alan bắt đầu ngồi xuống máy đánh chữ và tiếp tục câu chuyện mà Alan là nhân vật chính. Sáng hôm sau, Alice trồi lên khỏi hồ Cauldron. Cô ngơ ngác trước sự biến mất của hòn đảo nổi, và quan trọng hơn là Alan, anh ta đã mất tích. Thị trấn Rifle quay lại khung cảnh náo nhiệt của sự kiện Defest. Việc hoàn thành câu chuyện của Thomas tuy đã cứu sống Alice, nhưng đổi lại Alan sẽ phải mắc kẹt tại Dark Lake. Điều này dẫn đến các sự kiện trong hai bản DLC. Toàn bộ hai phần chơi của DLC đều chỉ muốn ta biết là tâm trí của Alan đã vô tình bị kiểm soát bởi Dark Lake, và để thoát khỏi sự kiểm soát, Alan đã phải chiến đấu để tìm lối thoát khỏi ảo ảnh do chính sự điên loạn bên trong anh tạo ra, và điều đó giúp anh lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng Alan biết rõ rằng anh không thể cứ tiếp tục chiến đấu khỏi sự điên loạn. Anh cần một kế hoạch để thoát khỏi Dark Lake. Và thế là Alan ngồi vào máy đánh chữ và bắt đầu viết một bản thảo mới, một lối thoát cho bản thân anh với tiêu đề Return. Và đây cũng là khởi đầu cho Alan Wake phần 2. Và đó là cốt truyện của tựa game Alan Wake. Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hãy lại comment bên dưới nha. Đừng quên bấm một like, share, theo dõi phần tựa game Lino, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.